Xin chào quý vị và các bạn trở lại với kênh giới thiệu âm thanh bãi của Minh Audio Hà Đông Hà Nội. Sản phẩm tôi muốn giới thiệu đến các bác là một con âm ly hàng bãi zin của Joy Sound có tên là ST409 Brother Joy Sound, một hãng âm thanh của Nhật. Nhưng tôi sẽ chèn một cái ảnh của một con âm ly Hitachi M30 giống hệt con này 100%, chỉ khác cái tên. Giống hết 100% vì tôi đã từng bán con đó lên, tôi biết. Tôi chỉ nhìn qua này là tôi biết nó là con đó. Thì có thể hai cái thằng này nó cùng hợp tác với nhau tại thời điểm đó làm con âm ly này, hoặc cái thằng Brother Joy Sound này nó là công ty con của Hitachi LOD. Giống hết con LOD Hitachi M30. Đợt đó thì tôi bán giá 3 triệu và con này thì tôi để giá 2,5 triệu. Đèn tia, đánh một đôi loa, chạy 4 con sò than xanh đen, hàng bãi zin luôn. Tụ nguồn và nguồn đây, tụ lọc và nguồn. Công suất là 85W điện 100V. Đặc trưng của dòng LOD hay còn gọi là Hitachi thì chất âm nó rất ngọt, hay. 100V, 100W, 100V, 85W, số series 1186, không khác gì về thông số với con LOD 30. Đây là jack tín hiệu ra loa và một cái đầu ở đây nó gãy nhưng mà vẫn ấn được vô tư nha. Một cái đầu ở ngoài, nó đoạn dưới. Tổng thể còn rất đẹp và cứng cáp. Tôi sẽ đậy nắp lên để các bác cảm nhận tổng thể em nó. Đây là tổng thể hình thức. Rất cứng cáp và chắc chắn. Tất nhiên phải có vết xước sát theo thời gian, như tổng thể còn rất luộn. 2,5 triệu đồng, đèn tia báo công suất ra loa. Mở to hơn này. Mở nắp này ra thì bán xem nào luôn. Đêm nay trên phố mua tôi bừng, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui? Bằng giá của bao công việc môi đến 2,5 triệu đồng. Đêm nay anh biết em chất âm kính nể luôn. Chất âm của hãng Hitachi này tôi dùng cho nó hai từ kính nể. Tôi còn thích hơn chất âm so với Pioneer hoặc Sansui. Nó rất hợp với nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc liên khúc ngọt ngào. Rất ngọt, âm thanh của hãng này rất ngọt luôn. Xin chào, hẹn gặp lại.